tiền này là số tiền chị ăn nằm sung sướng như người ta. Rồi chị cho tôi. Trời ơi, nhìn chị vô bẩn quá chị hai à. Tôi không có người chị như chị luôn á. Yeah.
qua được cửa khẩu vào to. Thank you.
xin lỗi ngoại. Con là đi cho bác hiểu nhá. Nó bao nhiêu năm nay cũng không về thăm ngoại. Thế bây giờ giờ con về không có ngoài nữa, con không.